Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai của May mà có em của tác giả Mây Hồng. Dưới ánh nắng như thiêu, Tân vẫn lầm lũi bước. Cái áo ướt đẫm mồ hôi đã dính chặt vào lưng chàng. Cái cột nặng thật, cứ vài trăm bước chân chàng lại phải dừng để nghỉ. Chàng trảo bước như trốn chạy. Linh tính cho Tân biết rằng Trâm vẫn đứng ở đó và nhìn theo, nhưng chàng vẫn không nhìn lại. Để làm gì chứ? Thân mình tù tội, vương vấn để làm gì? Trước đây trong bước đường quân ngũ, chàng cũng có vài mối tình vụn vặt, nhưng cuối cùng thì cũng như gió thoảng mây bay, rồi rốt cuộc cũng chịu mồ côi cho tới bây giờ. Chàng những tưởng sự khốc liệt của chiến trường và sự chán chường bao trùm tâm khảm của cuộc đời tù tội đã làm tâm hồn chàng trở nên chai đá. Nhưng không ngờ hình bóng của cô gái mà chàng gặp trong tình cờ đã làm cho con tim của chàng rộn rã trở lại. Mấy tối nay, cứ chợp mắt chàng lại nhớ tới khuôn mặt nghiêng nghiêng với đôi mắt to đen. Dáng vẻ thùy mị của cô gái làm chàng cảm thấy xao xuyến. Và qua ánh mắt của cô gái, thì anh nghĩ rằng có lẽ cô ấy cũng không có ác cảm với mình. À, nhưng mà vương vấn để làm gì? Thân tù tội lại không biết tương lai sẽ về đâu, hay là lại lên nằm nghỉ trên đồi, trơ gan cùng tối nguyệt. Tân thở dài, cây cột như nặng hơn, khiến chàng muốn nghẹt thở. Mãi đến hai ngày sau, Tân mới có dịp đi qua vùng này, như ước hẹn trước, trước khi leo lên Ma Thiên Lãnh để chặt nứa. Chàng ghé qua con suối và đặt một hòn đá trước hốc cây. Chẳng biết để làm gì, nhưng thôi kệ, mình cứ thử xem sao. Trời nóng như đổ lửa, hơi nóng cứ hầm hập. Tân cố gắng chặt thật nhanh, chàng vất vả kéo từng cây nứa lên đỉnh núi rồi bó lại. Tân ngồi trên bó nứa, cẩn thận kiểm soát lại xem có con vật nào không. Đây rồi, có tất cả bốn chữ, đang hút no máu, nhổ nước bọt vào tai. Tân dứt ra từng con. Từng vạch máu chảy ra không dứt, nóc mấy ngụm nước, Tân hú lên mấy tiếng, ở gần đó có tiếng hú đáp lại, chàng la lên. Ê, tôi hạ sân trước đây! Có tiếng hú lại, Tân yên chí kéo bó nớ xuống núi, sườn núi dốc quá, Tân cảm thấy đầu của mình muốn nhũng ra. Phần ăn sáng trưa, chàng đã ăn hết trước khi leo lên dốc núi, ăn để lấy sức mà leo. Mẹ kiếp, lao động là vinh quang. Có tóe hào quang thì có, Tân lẩm bẩm, ánh nắng làm mắt chàng hoa lên, áo ướt đẫm mồ hôi, chàng quăng bó nứa xuống cái rãnh ven đường, đưa cánh tay lên quạt mồ hôi trắng. Cũng đã quá trưa rồi, ghé vô đây kiếm vài quả sấu cái đã. Làn nước mát lạnh làm chàng tỉnh hẳn ra, vò cái khăn lần nữa rồi từ từ đứng dậy nhìn quanh. Ồ, sao lạ quá, Tân khẽ kêu lên vì ngạc nhiên. Trước khi leo lên núi chàng đã để hòn đá ở trước hốc cây, nhưng bây giờ ai đã đặt hòn đá này vào miệng hốc cây? Động lòng hiếu kỳ, chàng lôi hòn đá ra, thì có một cái gói bằng lá dông và một miếng giấy nhỏ, và vài chữ viết ngoạch ngoạc bằng viết chì. Cảm ơn anh, chân cổ em đã đỡ nhiều, có chút quà anh ăn lấy thảo, em phải đi lãnh nhu yếu phẩm cho xã viên, hẹn anh hôm khác. Nhớ cho em biết khi anh đi lao động qua đây, nhớ đấy. Ngồi xuống một gốc cây, chàng cẩn thận mở gói lá dông, có năm củ khoai lang còn hơi ấm. Tân cảm thấy bồi hồi xúc động trước cái chân tình của cô gái này. Nó vừa mộc mạc vừa đáng quý làm sao. Vừa nhấm nháp mấy củ khoai, chàng vừa mừng tận đến nét mặt và ánh mắt của nàng. Lòng chàng chợt ấm lại. Thì ít ra khi ở tận đáy của tầng địa ngục này mình cũng được hưởng một chút ấm áp của tình người. Tiếng cảnh báo hiệu đến giờ ngủ đã đánh lên từ lâu, nhưng Tân vẫn không sao chợp mắt được. Trong bóng tối u tịch vang lên tiếng ngáy, tiếng nói lảm nhảm trong cơn mơ của những người tù, lẫn vào đó là tiếng rút rít của lũ chuột. Đôi khi có cả tiếng kêu thê thảm của những con chuột và ếch nhái bị rắn nuốt. Trời đã khuya, nhưng mắt Tân cứ chông chông nhìn lên nóc mùng. Cái mùng nhà binh đã theo chàng trong suốt đời quân ngũ. Bất giác chàng thở dài. Cuộc đời mình có lẽ sẽ kết thúc ở xó rừng này thôi. Sẽ không bao giờ mình có dịp gặp lại mẹ. Bây giờ mẹ của mình ra sao?
thật cơ khổ cho bà. Bà đã khổ một đời vì thằng con bướng bỉnh, quang đàng. Chàng quả là một thằng con bất hiếu. Có nhiều lần bà đã hối thúc chàng lập gia đình. Bà chỉ mong có một đứa cháu để hữu hỷ tuổi già. Vậy mà chàng cứ kiếm cớ để thoái thác và giờ đây, Tân ứa nước mắt. Chợt chàng nảy ra ý nghĩ, hay là mình nhờ Trâm gửi thư về cho mẹ mình. Tụi cán bộ trại cũng cho gửi thư về gia đình, nhưng tất cả đều theo mẫu, có nói được gì, mà thư có tới tay người nhận hay không. Suy nghĩ mông lung, mãi đến gần sáng chàng mới chợp mắt được. Sáng sớm ngày hôm sau, Trừng Núi còn đang ngáy ngủ sau một đêm dài, thì đột nhiên tiếng kẽn kêu lên dồn dập, đồng thời có những tiếng chân của vệ binh chạy rầm rập khắp nơi. Cùng lúc có tiếng loa quang quang, yêu cầu tất cả trại viên mang toàn bộ đồ đoàn tập trung trước sân lán trại của mình, tất cả khẩn trương lên. Cái vụ gì nữa đây, chuyển trại hay kiểm tra, tiếng xì xầm trong đám tù. Tới đâu thì tới, cùi gì, ngán cái gì. Tân lẩm bẩm, chàng bắt tất cả hành lý đồ dùng ra ngoài sân. Gia tài của chàng chẳng có gì, đáng giá nhất là cái mùng nhà binh, một cái tấm đắp. Ngoài ra còn cái lon ghi gô đựng mắm ruốc xả ớt. Món này mẹ chàng đã chuẩn bị cho 10 ngày học tập cải tạo, mà Cộng sản Việt Nam đã công bố và nó cũng hết sạch. Bay theo với lời cam kết của bầy quỷ đỏ, một cái chén bằng sắt đã bị tróc men của tàu, một cái ống vào để đựng nước, một bộ quần áo trận đã rách, một cái ảnh của mẹ chàng. Ngồi lặng im nhìn đống gia tài của mình, Tân bật cười. Mẹ bà nó, bây giờ mình còn vô sản hơn cả các đảng viên Cộng sản nữa, không có cả cái muỗng để ăn cơm. Vệ binh đứng gác khắp nơi, những họng súng lâm lâm chĩa vào đám tù không một tấc sắt. Từng nhóm đi vào từng phòng lật tung tất cả sập ngủ, lục soát mọi kẻ ngách, không bỏ sót một nơi nào. Tên sĩ quan an ninh mở nắp cái ống vào, dốc hết nước, nhìn xăm soi bên trong, lấy tay lần mép với tấm đắp, rồi rủ mạnh cái mùng. Vẻ thất vọng biểu lộ trên nét mặt, hắn cầm cái chén bị tróc men hất hàm hỏi. Làm sao mà anh có cái bát này? Báo cáo cán bộ, tôi nhặt được ở đống rác sau nhà kho. Tân đáp nhanh. Hắn ném cái chén xuống đống hành lý của chàng sau khi buông một câu hàng học. Chỉ được cái linh tinh. Sau cuộc lục soát đám tù bị mất một ít thuốc tây, mấy con dao nhỏ làm bằng nẹp thùng, mấy cái điếu cày làm bằng nhôm. Mấy bữa nay trại phát động phong trào tích cực lao động để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Toàn trại được phân công, có đội đi đập mấy cái nhà tù từ thời Pháp để lấy gạch lát xăng phơi bắp, khoai mì, sắt lát. Có đội gánh đất xây lò làm miếng dông, có đội đi đào ao nuôi cá trắm cỏ cho hợp tác xã. Riêng đội của Tân thì phải làm 5 căn nhà để làm chuồng trại nuôi heo, bò, để bồi dưỡng cho cán bộ trại. Đã gần một tuần mới có dịp đến nơi cũ. Nhìn trước sau không thấy ai, chàng vội trẻ vào lối mòn, đặt vội cục đá ở nơi đã ước hẹn rồi vội vã đi ngay. Cách lối rẽ vào chỗ hẹn hơn 100 mét, Tân cẩn thận giấu bó sặc vào lùm cỏ rậm, cẩn thận nhìn quanh một lần nữa rồi chàng trảo bước đi đến nơi hẹn. Ô kìa, chàng suýt nữa treo lên, Trâm đã ngồi ở đó từ lúc nào, hôm nay Trâm mặc một cái áo trắng, mái tóc để xõa xuống vai, dáng vẻ hiền diệu quá. Ánh mắt nàng ánh lên nét vui khi nhìn thấy chàng. Chào anh khỏe chứ? À dặn chào cô, chân của cô đã khỏi chưa? Chàng trả lời. Dạ cảm ơn anh, chân em đã khỏi, cả tuần không thấy anh em lo quá. Có gì vậy cô? Tân ngạc nhiên hỏi. Trâm e thẹn nói. Em cứ tưởng mấy anh bị đổi đi nơi khác, vì tối mấy hôm trước có tiếng xe ô tô. À mấy cái xe đó có lẽ chạy lên liên trại. Mấy bữa nay không có đi làm ngoài vì phải bày hàng rồi học tập phát động phong trào thi đua lao động. Bày hàng gì thấy anh? Trâm mở to mắt ngạc nhiên. Tân bật cười. À thì họ bắt tụi này bày tất cả đồ đoàn ra để kiểm tra xem có vật gì bén nhọn hay không đó mà. Mà thật ra thì có còn gì đâu. Tất cả vật dụng cá nhân như đồng hồ, nhẫn vàng, vân vân thì họ đã bắt gửi hết rồi. Họ còn thu cả thuốc tây nữa. Tôi phải giấu thì mới còn thuốc cho cô đó. Ở trại có ốm đau thì cũng chỉ có xuyên tâm liên mà thôi. Trầm trầm ngâm một chút rồi nói, mấy ngày trước em theo xe ra Yên Bái để nhận nhu yếu phẩm cho xã viên hợp tác xã. Em có thấy mấy chị ở Sài Gòn đi tìm chồng,
Nhưng không có ai dám mắt. Chị nhà có đến thăm nuôi anh không? Chị nào? Tân bật cười rồi giọng của chàng trở nên bùi ngùi. Tôi chưa có gia đình, chỉ còn có mẹ tôi thôi, bố mất sớm. Tội nghiệp bà cụ, cả đời khổ vì chồng vì con. Có lẽ mẹ tôi cũng không biết tôi đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Trâm khẽ chớp mắt, hàng mi rủ xuống, giọng nàng đậm vẻ xúc động. Thế họ có cho anh viết thư không? Viết thư, có đó nhưng phải viết theo mẫu định sẵn. Mà thư có tới tay người nhận hay không, thì chỉ có trời mới biết. Đã có bao nhiêu người tù bị chết, nhưng không có người thân nào của họ đến viếng. Người cộng sản có bao giờ buông tha cho chúng tôi, những người đối nghịch với họ? Anh làm gì mà phải bị đưa ra đây? Trâm thắc mắc. Tôi là một phi công, nhưng cứ là sĩ quan, cấp bậc từ đại quý trở lên là phải khăn gói ra đây rồi, có phân biệt gì đâu. Trâm cười nhẹ. Sĩ quan như anh mà chưa có vợ, lạ nhỉ? Nhìn vào mắt nàng, Tân nói, vì là con một nên mẹ tôi cũng hối thúc, bà cụ tôi nói, anh lớn rồi cứ lông bông như vậy phải lo lấy vợ, để nó có thể săn sóc cho mẹ, lại còn có cháu để mẹ hậu hỷ tuổi già, nhưng bận bịu vì đời quân ngũ, sống nay chết mai, giả lại tính của tôi nhút nhát nên mồ côi cho tới bây giờ, phải chi hồi đó tôi gặp được cô nào hiền diệu như cô thì đỡ cho tôi rồi. Đôi má Trâm ửng hồng, đầu hơi cúi, hai tay vân vê chéo áo, giọng nàng lý nhí. Hay anh nói thế? Không, tôi nói thiệt đó. Người nào có phước mới có được một người vợ như cô. Chỉ tiếc là tôi không có duyên để gặp cô sớm hơn. Bây giờ thì trễ mất rồi. Anh Tân, em mong anh hiểu rằng em cũng có tình cảm với anh. Từ trước đến giờ, ngoài bố mẹ chưa có ai đã đối xử tốt với em như anh. Em nghĩ cũng không trễ tràng gì đâu. Chẳng lẽ các anh cứ bị giam giữ mãi, rồi cũng có ngày được thả chứ? Nhẹ nhàng cầm lấy tay Trâm, chàng ôn tồn nói, cảm ơn em đã không chê anh là một người tù. Đội ơn trời đã đưa em đến chứ anh, đã mang nguồn sống đến cho anh. Thôi, bây giờ anh phải đi nha, mai sẽ gặp nhau nếu có dịp. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên tay nàng, Trâm chớp nhẹ đôi mắt. Nàng cảm thấy bồi hồi và dường như có một luồng điện chạy khắp châu thân. Cảm giác thần tiên có mật ngọt của tình yêu làm nàng sững sờ, ngồi như chôn chân, mặc dù hình bóng Tân đã khuất sau khóm cây. Trời đột nhiên tối sầm, mây đen ở đâu kéo đến, báo hiệu một cơn giông sắp đến. Tân trở bước nhanh hơn, xa xa có bóng dáng của những người bạn với những bó sặc trên vai cũng đang bước nhanh. Hôm nay con đường như ngắn đi, chân bước nhẹ tên. Tân cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Không ngờ chàng lại có được diễm phúc hiếm hoi này, nhất là trong hoàn cảnh oan trái này. Chàng mỉm cười, nhưng lại thoáng buồn, không biết rồi tương lai sẽ ra sao. Cuộc đời có mỉm cười với hai đứa hay không? Mình phải thật cẩn thận, nếu không thì sẽ có hậu quả không lường, chàng tự nhủ. Tân hát khe khẽ, nàng chưa biết ta, em chưa biết ta, sao em yêu ta hỡi nàng? Em chưa biết ta, em chưa biết người, sao em yêu người hỡi em? Ta như con chim trong lòng, em đến mang từng hơi thở ấm áp. Em như cơn mưa cam lồ, đến tưới cho hồng anh bớt héo hon. Ta yêu như say như cuồng. Tù ca. Cảm tạ Trâm, cảm tạ tình em ngàn lần. Đã hai ngày nay không xuất trại được, đội của Tân phải dựng mấy cái vách của hội trường. Anh đội trưởng phân công người thì lo đào đất gánh nước đổ vào mấy cái hố để ngào đất bới cỏ. Những người khác thì chẻ đôi mấy cây sặc để dựng vách, người thì chẻ lạc. Tất cả đều tất bật vì phải làm gấp để thanh tra. Nước sông công tù, cai tù bảo sao thì tù nghe vậy. Hai ngày nay trong lòng Tân nông nóng, đứng ngồi không yên. Chàng chỉ mong tra lao động bên ngoài để gặp Trâm. Hơn nữa chàng định nhờ nàng gửi một cái thư về cho mẹ chàng, để cho bà biết rõ về tình trạng sức khỏe của mình, để mẹ mình yên tâm. Vậy mà cả hai ngày nay cứ loay hoay ở trong trại. Ngày kế tiếp thì Tân tình nguyện cùng mấy người tương đối có sức khỏe đi nhận nhu yếu phẩm cho trại. Vì đoạn đường từ trại Phú Sơn 4 lên liên trại khá xa, từ sáng sớm Thông tổ trưởng đã xuống nhà bếp lãnh phần ăn thông tầm cho cả toán. Sáu người dự trù đẩy hai chiếc xe cải tiến. Đúng 8 giờ, Trung sĩ Cương, trưởng toán vệ binh cùng hai người khác bắt AK xuống nhận người.
Nào, bây giờ ta sang hợp tác xã mượn xe rồi đi cho sớm. Trụ sở hợp tác xã trà Trần Phú có ba gian nhà lợp nứa, vách đất hợp thành hình chữ U, phía trước là một sân lớn lát gạch, bên hông nhà có vài chiếc xe cải tiến. Hai người đàn ông trung niên đang ngồi uống nước chè hút thuốc lào trước hiên nhà, thấy người lạ một người đứng lên nói, các đồng chí đến mượn xe đấy hả? Các đồng chí cứ xuống kho ký nhận, đồng chí trại trưởng có trao đổi với tôi rồi. Cả bọn ngồi lớn ở ngoài sân chờ trung sĩ Cương đi nhận xe. Nè nè, mấy anh vào đây đẩy xe ra. Có tiếng cửa Cương vang lên. Tân lững thững theo các bạn vào nhận xe cải tiến. Chợt chàng sửng sốt. Người thủ kho lại là Trâm. Thấy chàng Trâm hơi bối rối. Nàng hơi cúi xuống. Nhưng nét mặt tỏ vẻ hân hoan. Chàng nhẹ mỉm cười khẽ gật đầu quay đi. Tiếng bánh xe cải tiến lọc cọc lăn ra khỏi cái cổng của hợp tác xã. Giả bộ bị tột dép, Tân cúi xuống liếc mắt về phía sau. Trâm vẫn đứng ở cửa kho nhìn theo. Tân cố nén tiếng thở dài. Tơ Vương làm chi cho khổ, gần nhau trong gang tấc mà như xa ngàn trùng. Đường lên liên trại hai của đoàn 776 xa tít tắp, cũng gần 20 cây số. Con đường bị cắn xé bởi thời gian, loang lổ, nằm trải dài dưới ánh bình minh còn chưa tan sương sớm. Trên triền đồi những đó hoa thẩu, tức cây thuốc phiện, đủ màu lay động theo làn gió thoảng. Tiếng chim reo vui, truyền cành trên những cây hoa ban trắng hồng. Xa xa trên triền đồi có vài cô gái mường, đang đi rạch trên những trái thẩu để lấy nhựa. Bóng của các cô ẩn hiện giữa rừng hoa đổ màu, cảnh sắc tuyệt đẹp. Nhưng những người tù đâu có lòng dạ nào để chiêm ngưỡng. Sáng à còn mát, ta khẩn trương đi cho nhanh, để tranh thủ về cho sớm kẻo trễ mất. Tiếng của Cương vang lên, người hạ sĩ quan cộng sản có cảm tình với những người tù cải tạo và rất thích nghe nhạc của miền Nam. Anh ta thú nhận, vì là giai cấp tiểu tư sản nên không đủ tiêu chuẩn để trở thành một sĩ quan. Mãi đến trưa, đoàn tù mới đến liên trại. Cả nhóm người ngồi tập trung dưới bóng cây gần nhà kho, lấy phần ăn trưa ra ăn. Nhấm nhấp mẩu khoai mì luộc, chàng đưa mắt nhìn quanh. Mấy căn nhà im lìm không một bóng người. Ngay cả Cương và mấy người cảnh vệ cũng mất hút. Thông tẩu trưởng vê bi thuốc lào. Mẹ chắc tụi nó đang chạp ở nhà bếp. Kết quả là đám tù phải chờ đến 2 giờ chiều mới nhận được nhu yếu phẩm cho trại. Thì ra các cán bộ cũng bận vì phải chia chác nhu yếu phẩm. Hai cái xe cải tiến không đủ để chở. Để có thể chất thêm, Tân và các bạn phải kiếm thêm tre để tấn cao thành xe. Khi đi thì khỏe bao nhiêu, khi về thì lại vất vả bấy nhiêu. 6 người tù thay nhau, một người kéo hai người đẩy, dù là vùng cao nguyên. Nhưng vào trưa mùa hè thì cũng nắng nổ đom đóm mắt. Tân và các bạn mệt muốn lả đi, mấy khúc khoai mì đã biến mất từ khi vừa trôi khỏi cuốn họng. Bây giờ chỉ còn uống nước cầm hơi, nhưng càng uống nước thì mồ hôi lại càng chảy nhiều. Lưng áo người nào cũng ướt sũng, kèm theo những khoang mối loang trên lưng áo. Trời không một cơn gió, nóng hầm hập như một cái chảo lửa. Tiếng con chim bắt cô trói cột vang lên rời rạc, buồn thảm. Tiếng của những người vệ binh không ngớt vang lên thúc giục. Khẩn trương lên! Khẩn trương lên! Tân rủa thầm. Khẩn trương cái gì nổi, đối thế mẹ, chân tay trả đời nhấc lên không nổi, tụi bay đi tay không, cứ là ố hoài. Trời tối dần, mặt trời đã khuất sau dãy núi, còn cách trại khoảng 4-5 cây số nữa. Con đường vắng teo, chỉ có tiếng lọc cọc của mấy cái bánh xe nghiến trên con đường lỏng nhỗng đất đá. Hai người vệ binh cảnh giác, súng AK-55 đi cách xa hơn 10 bước ở hai bên đường. Xa xa trên triền đồi một vài căn nhà sàn đã lên đèn. Bàn giao hai xe chở nhu yếu phẩm cho thủ kho thì cũng gần 8 giờ tối. Cả nhóm xuống nhà bếp lãnh phần ăn chiều rồi báo cáo xin đi tắm ở gần hàng rào của trại. Sau hơn 10 phút, Tân và các bạn bị áp giải trở về buồng giam. Ngồi dựa vào vách, Tân nhấm nháp từng hộp bắp luộc. Ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu không đủ soi sáng căn phòng giam. Thật là khôi hài khi người tù phải tự tay cất nhà tù, phải tự tay làm hàng rào để tự giam giữ mình. Tân khẽ lắc đầu. Việt Nam, đất nước của anh quả là một đất nước của sự nghịch lý. Những thằng nghèo nàn dốt nát lại đòi đi giải phóng cho những thằng giàu, có học. Hành động cướp đoạt trắng trợn thì được gọi là đi làm cách mạng.
Những hoạt cảnh đó làm chàng liên tưởng đến một cuốn phim khoa học giả tưởng mà chàng đã xem, The Planet of Apes, kể về sự xâm lăng loài người của đám khỉ. Tưởng là chuyện giả tưởng, nhưng không ngờ lại có thật. Với tay lấy cái ống vào tu một hơi, như vậy cũng tạm ổn. Đúng 85 hạt bắp, hơn tối hôm qua 5 hạt. Tình trạng này kéo dài thì sớm muộn gì mình cũng lên đồi thôi. Mình phải nhờ cô ấy giúp, dù gì thì cũng phải nhìn thấy mẹ lần cuối. Mình phải chuẩn bị sẵn mới được, chàng tự nhủ. Ánh trăng xuân soi lờ mờ cảnh vật, phản phất hương thơm nhẹ nhẹ của hoa dạ lý. Đêm đã về khuya, nhưng Trâm không sao chợp mắt được. Nàng ngồi chống tay nhìn đăm đăm cái hoa đèn. Nhưng thật ra nàng có nhìn thấy cái gì đâu. Cứ như nàng đang nhìn vào chốn mông lung nào đó, nơi đó chỉ hiện hiện gương mặt của người mà nàng liếng lưu. Bất giác nàng đưa tay vuốt nhẹ làn da ở bàn tay, nơi có làn môi của Tân áp vào. Nàng khẽ mỉm cười, ôi mật ngọt của tình yêu, nhưng sao chua xót quá, chưa quá 100 mét nhưng sao như xa cách ngàn trùng. Có lẽ chàng cũng không muốn xa mình nửa bước, cứ nhìn ánh mắt của anh ấy vào buổi sáng nay thì mình cũng biết. Ôi ánh mắt ấy mới thiết tha làm sao, hoàn cảnh mà, lại là thân tù tội nữa, có ai muốn đâu. Nếu được thả thì liệu anh ấy có còn nhớ đến mình không? Mình chỉ là một đứa con gái hẩm hiu ở cái xó núi này. Thôi, dù không gần nhau được nhưng vẫn còn nhìn thấy nhau cũng đủ rồi. Ơ hay cái con nỏm này, sao mày lại mâu thuẫn thế? Mày lại muốn anh ấy ở tù đến mãn đời à? Nàng lắc đầu xua đi cái ý tưởng đen tối đó. Hôm nay toàn đội phải gấp rút làm cho xong cái hội trường. Tân đang đạp đất ngào với trôm và cỏ thì thấy Trung sĩ Cương đến, nói điều gì với người quản giáo. Người quản giáo liền nói với thông tổ trưởng. Anh Nga cắt hai người đi theo ông Cương đi công tác. Tân và Hương, người bạn tù, gò lưng kéo hai cái xe cải tiến. Ở trên đó có một cái bao chuột, một loại mắm đựng trong cái bao cối, và một cái bao bố chứa vài thứ gì không rõ. Tân tương đối lớn con hơn nên dành kéo xe có bao mắm. Nửa tiếng sau thì cả ba đã đến sân hợp tác xã. Tân đã thấy loáng thoáng bóng của Trâm sau khung cửa của nhà kho. Cương chỉ Tân rồi nói, anh này mang cái bao chụp này vào bỏ trong kho kia cho tôi, còn anh này mang cái bao này theo tôi. Nói xong anh ta quay lưng đi. Tân vội vàng vắt cái bao mắm bước nhanh vào kho, miệng nói lớn, cô làm ơn chỉ cho tôi nơi để cái bao mắm này. Vừa nói Tân vừa liếc mắt về phía Cương. Chàng thấy anh ta đang hướng về phía căn nhà giữa, có lẽ đó là văn phòng hợp tác xã. Vừa bỏ bao mắm xuống, chàng nói nhanh, em có thể giúp anh gửi một lá thư về cho mẹ anh không? Mở to mắt, Trâm lúng túng khẽ gật đầu. Tân khẽ nói, anh đã viết địa chỉ của mẹ anh, nội dung thì em cứ nói là anh đang ở đâu, sức khỏe tốt, giới thiệu em là người yêu của anh, thấy thôi. Tân đưa mảnh giấy nhọt cho Trâm. Ngay lúc đó thì đã nghe thấy tiếng nói ầm ầm ở bên ngoài. Gớm, các đồng chí cứ vẽ chuyện, có đáng cái gì chứ? Cái Trâm đâu rồi? Cháu làm giấy xuất kho cho các đồng chí bên cơ quan một cân chè nhé. Nhắc miếng giấy vào túi áo, Trâm tất tạ bước ra. Vâng, thưa chú, cháu làm ngay đây ạ. Nàng viết giấy biên nhận lại hai cái xe cải tiến và phiếu xuất một cân chè. Trung sĩ Cương ký nhận rồi nói với Tân. Anh vào mang trà ra cho tôi. Tân theo chân Trâm bước vào trong kho, chàng nhìn hai bàn tay thoăn thoắt của nàng khi gói trà, liếc mắt nhìn về phía sau. Tân đưa tay tiếp nhận gói trà từ tay Trâm, tay chàng nhẹ nhàng ấp lên đôi tay của nàng. Tân nói nhanh, thôi anh đi, cố gắng giúp anh. Nàng mỉm cười khẽ gật. Mãi đến hai ngày sau, Tân mới có dịp đi lao động bên ngoài trại, cẩn thận đặt hòn đá trước hốc cây, sau đó xách cái đòn và cái liềm đi lên triền núi để cắt cỏ tranh. Chàng cố gắng cắt thật nhanh để sớm đến chỗ hẹn, thì bỗng nghe thấy tiếng xùy xùy. Chàng vội ngừng tay lắng nghe rồi hướng ánh mắt về nơi có tiếng động. Kia rồi, dưới gốc đám cỏ tranh, một con rắn hổ đất to bằng bắp tay, có nước da đen nhánh đang nằm khoanh tròn, vươn cao cổ, phồng cái bàn não, lắc lư cái đầu như dọa nạt. Cầm lăm lăm cái liềm để thủ thế, Tân từ từ đứng dậy chậm chậm lui về phía sau. Mày cho mày đó, ở nơi trống trải một chút là mày bỏ mạng rồi. Chàng nhủ thầm, nhưng cũng tiếc hùi hụi.
bị hành hạ bởi cái đói triền miên, nên những người tù được gọi là tù cải tạo đã không tha một thứ gì. Thằng lằn chuột trắng cóc nhái không từ một thứ gì hết. Với tay lấy cây đòn sóc, chàng đập mạnh lên đám cỏ tranh để đuổi con rắn đi. Gần một tiếng sau thì Tân bắt đầu thu gom lại. Có lẽ đã quá trưa, hôm nay chỉ có một mình chàng đi về hướng này để cắt tranh. Chàng hối hả bó lại rồi gánh ra đường lộ, đi qua con đường vào chỗ hẹn hơn 100 mét. Giấu gánh cỏ tranh trong bụi rậm ven đường, cẩn thận nhìn trước sau, chàng bước vội lại chỗ hẹn. Vừa bước qua một khúc quanh thì chàng đã thấy Trâm ngồi trên phiến đá bên bờ suối từ lúc nào. Nghe tiếng động, nàng ngước mắt lên khẽ mỉm cười. Trâm đến đây lâu chưa? Nàng e ấp trả lời. Dạ em cũng mới đến anh à. Mình à, bước quá vào trong này chút đi Trâm. Chàng ôn tồn nói. Tập thứ hai đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con nghe tiếp tập cuối là tập thứ ba.